Cuộc sống sâu quê, xin chào tất cả quý vị khán giả. Rất vui khi gặp lại mọi người trên cái video clip ngày hôm nay. Thì hôm nay cuộc sống sâu quê xin chia sẻ với mọi người và tất cả quý vị khán giả hai cái câu chuyện có liên quan đến cái vấn đề sử dụng còi xe ở bên nước Mỹ này. Thì trước khi mình vô mình kể hai cái câu chuyện này để cho mọi người nghe, thì mình cũng xin nói sơ về vấn đề mà sử dụng cái còi xe ở bên nước Mỹ này nó khác bên Việt Nam như thế nào. Thì lúc mình mới qua, mình đi ra ngoài đường mình không bao giờ nghe cái tiếng còi xe đó. Mình ai nó chạy không bao giờ nghe tiếng còi inh nổi như bên Việt Nam, ở Sài Gòn này kia cứ còi xe bóp bấm inh nổi hết. Mình mới lấy làm lạ, ồ sao không nghe họ bóp còi. Thì mình mới hỏi gia đình, rồi hỏi bạn bè, thì mọi người mới cho mình biết là ở bên Mỹ này không có sử dụng kèn như bên còi xe như bên Việt Nam. Chỉ khi nào thí dụ mình chạy ẩu thì họ mới bóp mình, giống như kiểu họ chửi mình ra. Hoặc là khi mà đèn xanh đèn đỏ, mình đậu đèn đỏ rồi đèn xanh mình lo mình bấm điện thoại, hoặc là mình lo làm gì đó mà đèn xanh mình không đi, thì ở sau họ bóp còi để cho mình biết. Cái nhất để cho mình biết, cái thứ hai cũng kiểu như chửi là mình là chạy xe mà không lo chạy, mà lo làm gì không á, mà đèn xanh thì đi, thì mới nghe bóp còi vậy thôi. Vấn đề bóp còi này nó cũng xảy ra rất là nhiều chuyện phức tạp, đánh nhau bắn nhau, bên này bóp rồi bên kia giận bóp trở lại, bóp qua bóp lại kiểu như mà là chửi lộn đó. Xong rồi những cái người mà họ háo thắng đó xuống xe thắng lại. À, cãi nhau đánh nhau, có khi thậm chí bắn nhau. Cho nên mình qua bên đây mình mới biết. Thì trong vòng một tháng trở lại đây mình gặp hai cái trường hợp nó tương tự như vậy, cho nên mình hơi bức xúc. Sẵn đây mình rảnh rỗi mình chia sẻ với mọi người, rồi mình kể cho mọi người hai cái câu chuyện như thế này về vấn đề sử dụng kèn. Mình qua đây tới giờ mình sử dụng 2 lần cái kèn xe. Cũng có nhiều khi mình đậu đèn xanh đèn đỏ phía trước mình, cái đèn xanh mà người ta không đi mình cũng thôi kệ đi, chắc người ta lo quên bấm điện thoại nhắn tin hay làm gì để cứ chờ chút xíu. Thì thường thường họ chút xíu họ cũng ảnh lên họ nhìn nữa. Nhưng mà có những cái đèn quẹo thì nó rất là nhanh, mấy giây à, khoảng 3 chiếc xe là hết cái mũi tên đó, xanh đó là mình đang xong mình bị kẹt nữa. Cho nên nhiều người cũng hay bị bóp kèn về vấn đề mà đậu cái đèn quẹo mà nhanh 2-3 chiếc xe mà cứ lo đèn xanh không không chịu đi đó. Thì mình xin kể hai câu chuyện này. Câu chuyện thứ nhất mà cách đây cũng 1 tháng à, với lại câu chuyện ngày hôm nay. Thì câu chuyện thứ nhất là sáng sớm mình có nhiệm vụ là mình chở 2 đứa bé con mình nó đi vô trường nó học. Thì tới một cái đoạn đường mình đang chở đứa bé Út, tới cái đoạn đường nó để là 25 mai 1 giờ. Thì thường thường nó để 25 mai nhưng mà có thể nó cho mình chạy lên tới 30 trở lại. Nhưng mà khi mình tới cái đoạn đường 25 mai đó thì mình vẫn giữ cái tốc độ là 27 28 gì đó. Song song với mình cũng có một cái chiếc xe của một cái cô gái, mình nhìn ra mình thấy thì 2 chiếc đang chạy song song gì. Thì phía trước mặt của mình là một cái cây cầu, ngay chỗ này nó có đặt một cái camera ghi hình những cái xe chạy quá tốc độ để mà nó gửi giấy phạt. Thì coi như tất cả xe tới đó, những người quen người ta biết thì đều giảm tốc độ để đi qua cái camera đó. Những cái xe lạ tới thì hay bị nó chụp hình rồi nó gửi giấy và nó phạt. Thì mình đang chạy gần tới cái cầu đó, qua cái cầu đó sẽ có một cái cầu vượt xe lửa trên đó, qua cái cầu đó sẽ có một cái camera. Thì 2 chiếc đang chạy sắp tới cầu thì mình nghe sau lưng bóp kèn làm tin tin sau lưng mình. Thì mình nhìn kính hậu lại mình thấy một cái người thanh niên mà bóp kèn mà mình đang chạy tốc độ 27 28 nữa. Ồ vụ gì đây, mình bị bực, mình đang chạy bình thường mà lại bóp kèn mình tức quá. Mình nói mình không có lỗi gì hết, tự nhiên sao bóp kèn mình bóp kèn trở lại một cái. Đó là lần thứ nhất. Thì có đôi lúc mà chữ nhẫn nó không có kèm được,
bực quá, mình đang chạy bình thường bóp ngang giống như chửi mình, thay vì mình nín luôn cũng được, nhưng mà nó lãng nhắc quá, thôi bực quá mình nhấn hai cái lại tin tin thì nó càng bực lên nữa. Mình nhìn khí hậu mình thấy nó càng bực tức lên nữa, mà bên trong này nó lên cũng không được, tại vì ai người ta cũng chạy giữ tốc độ, người gái chạy phía trong này ngang song song với mình, nó qua cũng không được mà bên mình nó qua cũng không được. Mình nghĩ cái thằng này chắc là người này chắc là ở chỗ nào lạ lại, hoặc là háo thắng đã không biết phía trước có camera. Rồi nó nhìn phía bên trái á, đường trống, bắt đầu nó mới lách qua bên trái, nó giọt lên, mà chính giữa cầu này là một cái con lương, nó có mấy cái cầu cầu này tách ra riêng biệt, hai lên đây mà nó dám đi qua bên trái, nó giọt lên, tại nó không có xe, nó giọt lên xong rồi mình thì mình với cái người kia cũng vừa qua khỏi cầu. Thì tới đó có cái camera thì nó mới tấp cái đầu xe vô xe mình, tấp cái đầu xe trong luôn, giống như kiểu mà nẹp vô hiện hiện, nói là kiểu như chê là hai người mình với người kia là chạy dở quá, chạy ghê ghê, nó qua mặt không được, bực nó làm vậy đó. Nó tấp cái đầu xong nó bị giọt lên, thì nó tấp xong nó đạp hết ra để nó giọt lên, mà thì nó giọt lên thì mình thấy cái đèn camera chụp bật nhá cái nói, à, rồi mày xong, không biết là mày giỏi ha tao giỏi không biết, nhưng mà chiều nay hoặc mai mốt thì nó sẽ gửi cái giấy phạt về, thì lúc đó mày phải hiểu lý do là tại sao hai cái người này chạy chậm đúng tốc độ. Thì đó là một cái lần đầu tiên mình bực mà mình bóp bóp còi, thay vì thôi kệ nó đi, nhưng mà có đôi lúc mình giận không có được, mình tự nhiên mình không có lỗi không gì hết mà nó bóp kèn mình, mà khem ra phía trước nữa thì nó lên không có được. Ở hai bên bên kia người ta cũng không dám chạy, bên đây cũng chạy, ta giữ cái tốc độ bình thường, chỉ có nó háo thắng thôi. Thì đó đó là một cái trường hợp thứ nhất, là thằng đó thì sẽ bị về, nó bị phạt ít nhất mình nói cái vượt tốc độ đó cũng 100 mấy 200 đó, giờ là không có rẻ. Cái trường hợp thứ hai nó tựa tựa vậy, giống như ngày trước là ngày hôm nay bà xã mình nhờ mình đi xuống với cái chợ của người chị người Khmer nhưng mà nói tiếng Việt được, ở dưới đó có bán nhiều đồ lắm, mua một ít nếp để bà xã gì làm cũng chuyện. Thì mình đi mua xong xuôi hết, mình trên đường mình đi về, trời đang mưa, cái đường là 35 mai, mình chạy cũng 37 38, mình cứ giữ mức từ 30 trở xuống mình chạy đúng tốc độ thôi, còn ai chạy họ chạy, mà mình chạy cái lên trong cái đường thì có hai lên, thì phía sau mình có một cái chiếc pickup truck, xe kiểu như xe tải mà nhỏ, Việt Nam là gọi là cái xe tải lợ đó, nhỏ nhỏ mà nó không có cái mui sao đó. Thì cái tại sau lưng mình ngang bên mình thì cũng một chiếc cũng chạy song song y chang như lần trước đó, mình mới nghe thằng này bóp kèn mình tin tin, mình lại bị nữa. Tự nhiên bây giờ đường 35 mình chạy gần 40 rồi mà nó ứng sao nó bóp kèn mình đó, mình tức quá, mình cũng thôi kệ nó đi, lần này mình không có bóp lại, mình cũng kệ nó đi. Thì cái xe song song với mình phía trước đó, nó đã lên được rồi, thì thằng này nó mới chạy lên, nó lách, nó đang đi sau lưng mình thì nó lách qua lần này, nó giọt lên xong nó tấp cái đầu xe vô, nó ép mình. Mình biết nó ép lại là nó hù mình thôi, giống như là cho mày biết kiểu mà chạy mà án đường mình mới, nhưng mà mình chạy đúng tốc độ chứ, nó làm một cái mình giật mình đó. Nếu mà đàn bà hay là con gái thì sẽ ủi vô cái hông nữa, mình vừa lách vô lề xong thì nó cũng vừa giật ra, nói chung nó lách móc cái đầu vô để nó xà vô gần nửa lên mình, nó chặn, nếu mà mình giọt lẹ chút mình sẽ đâm cái hông đó, thì mình vừa lách nhẹ vô trong lề thì nó cũng vừa lách ra, thì hút xong mình cái kiểu phản xạ tự nhiên mà mình giọng hai càng tiên tiên bực quá đi luôn, làm hết hồn chút xíu nữa là đụng rồi, nhưng mà mình biết là nó hù mình chứ không phải là nó chặn để nó ép cho mình đụng thiệt. Thì bắt đầu nó thấy mình kiểu quạo giận dữ cái nó giọt, nó làm gì cái bắt đầu nó giọt, thì mình cũng bực cái mình giọt theo, nhưng mà ý mình cũng kệ, không phải là mình đuổi theo để mình kiếm chuyện với nó làm gì, mà kiểu mình cũng đang bực mình chạy cũng gần 40 cái nó chạy, nó thấy mình chạy theo, chạy theo mà cái tới đó là đèn xanh đèn đỏ, ngã tư đèn xanh đèn đỏ thì nó mới quẹo phải, thì mình thấy nó chớp chớp đèn quẹo phải thì mình cũng quẹo phải theo, nhưng mà mình quẹo phải này là mình đi quẹo cái đường này là quẹo đi về nhà mình, thì nó tưởng đâu mình là rượt nó thấy mình kiểu mình bó kèn lại vừa bực mà nó ép mình một cái quá, mà vừa bực mà vừa đu theo nó nữa,
thì nó mới quẹo, nó thấy mình quẹo theo, nó nói chắc mình nghĩ bụng chắc là nó nói mình ngược theo nó. Thì mới đầu mình cũng thơ tính thơ kệ, nhưng mà khi mà nó quẹo vô, nó cái kiểu mà nó sợ mình đu theo á, thì mình nói gọi thằng này làm trời làm đất gì chứ mà cũng nhát. Nó tăng ga nó giọt, rồi mình cũng giả bộ mình đạp ga mình giọt theo, mình vừa giọt theo mình thấy mình không muốn kiếm chuyện với nó làm gì, nhưng mà kiểu mà mày hù tao tao hù mày lại. Mình thấy nó giọt cái mình cái giả bộ mình cầm cái điện thoại lên, một tay mình lái mình cầm cái điện thoại giống như kiểu mình kêu đồng bọn ra vậy đó. Đó, kêu đồng bọn vừa lái ô theo nó, thì mình thấy nó bắt đầu nó đạp ga nó giọt tới đèn xanh đèn đỏ kia nó giọt luôn. Nó qua đèn xanh đỏ thì mình cái khựng lại một cái, xong cái đèn xanh mình để đu theo nó nữa, mình đu nó chạy quá trời, bắt đầu nó đạp ga. Mình nghĩ cái đường 35 mà chắc nó chạy cả bốn mấy 50, nó làm một lạ qua là để mà nó giọt, nó thấy mình kiểu bóc điện thoại mà cứ đu theo nó. Chứ còn thí dụ mấy thằng cà chớn thì nó sẽ khựng lại hoặc là thử mày lên mày làm gì này kia, nhưng mà thằng này cuối cùng nó cũng cũng nhát, tại để thấy mình thấy nó kiểu gì á, mình vừa hù nó mình móc điện thoại ra mà mình giả bộ mình kêu giống như kêu đồng bọn người quen của mình ra gì này kia, xong mình thấy nó chạy quá trời, mình nhìn lại là nó mút mút lên kia đèn đỏ rồi liên tục, thì cũng tới cái đường mình leo vô trong nhà. Thì là nó cái câu chuyện là nó như vậy, có nhiều cái á, cái chữ nhẫn mình khó nhịn được, nói trên lý thuyết thì nó dễ, mà khi đụng chuyện rồi thực hành có những lúc nó mình phản xạ tự nhiên hoặc mình bực lên mình không thể giữ bình tĩnh được. Thì có thể có nhiều trường hợp, một là nó sợ mình, hai là có thể xảy ra xung đột, cho nên cái gì mà có thể mình nhẫn mình nhịn được thì mình có thể bỏ qua được thì bỏ qua, giống như thôi mình an toàn là được rồi, nó ép mình an toàn mình không sao thì kệ đi, đừng có kiểu mà đu theo hay là làm những cái hành động như vừa rồi. Thì có thể ngậm cái thằng nó điên hơn nữa, nó dừng xe lại hoặc nó ép nó khựng lại nữa, thì có thể là cãi nhau rồi bắn nhau. Thì nói chung nếu mà đánh nhau thì cảnh sát tới nè, phiền phức nè, và có thể mà nó có súng này nọ thì rất là nguy hiểm về vấn đề tính mạng này kia. Cho nên mình muốn chia sẻ với mọi người là những cái nào có thể mình nhận nhịn được, có thể mình bỏ qua được thì mình nên bỏ qua, nhưng mà mình nói thì nó rất là dễ, nhưng mà đôi lúc mình kềm chế không có được. Thì đó là hai cái lần mình sử dụng còi ở bên Mỹ này, còi xe. Đó, nhưng mà nhiều người rất là háo thắng, mọi người thấy mình vẫn chạy bình thường trong khi không chạy nhanh tới, có nhiều người đường 35 mai mà chạy 40 là còn chưa chịu nữa, phải chạy chơi dọt qua. Mình thấy có nhiều cái tuyến đường nó rất là trống mà để bảng 35, nhưng mà mình chạy là múc vào 40 trở lại, mà 40 mà mình thấy nó cứ sao nó cứ đu đít hoài. Mà thí dụ mà đường 2 chiều á, thì nó có thể nó ra ngoài nó dọt được, nhưng mà khi mình gặp một cái đường 1 chiều á, thì nó cứ đu sao đít, mình làm mình rất là bực. Nhưng mà mình khi mà mình đạp ga lên để mình chạy nhanh á, mình thấy nó đu vậy đó, mình chạy nhanh thì lỡ một cảnh sát phía trước nó bắt thì lúc đó mình chịu, cho ai chịu đó. Nhưng mà mình không chạy á, thì sao nó cứ búp còi hoặc thế này thế nọ, nó làm những cái chuyện mình ở đâu cũng có tiêu cực á. Nhưng mà những cái con người đó nó háo thắng, thì cái thằng hôm nay mình thưởng là nó cũng dữ dằn lắm, nhưng mà cuối cùng cà chớn xong rồi cắm đầu chạy. Cái trường hợp thứ nhất thì thằng đó thì không biết khôn hay ngu, mà chạy giỏi chạy dở gì không biết, nhưng mà mình thấy nó lãnh cái hậu quả là một cái tích kịch ngay trong cái đèn camera nó chụp mình thấy rồi à. Mình rất là bức xúc trường hợp này, cho nên hôm nay anh gọi mình chia sẻ với tất cả quý vị khán giả hai cái câu chuyện về vấn đề sử dụng còi xe bên Mỹ, và cái có những người mà họ háo thắng chạy tốc độ như thế nào. Thôi bây giờ mình xin tạm dừng cái video này tại đây nha. Chúc mừng tất cả quý vị khán giả cuối tuần có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, có thật nhiều sức khỏe. Sức khỏe là quan trọng, tình hình bây giờ dịch bệnh nó đang bùng phát trở lại ở bên Mỹ cũng như Việt Nam, cho nên mọi người nên rất là cẩn thận khi đi những cái chỗ đông người. Mình nên bịt khẩu trang, rồi tiêm ngừa này kia. Thôi mình xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha.